Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình thời sự tối nay, thứ ba, ngày 23 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình: thăm, tặng quà chúc Tết gia đình các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu, hàng giả, hàng nhái dịp sát Tết, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đảm bảo sức khỏe cho trẻ em và người cao tuổi trước đợt rét đậm, rét hại được dự báo kéo dài đến ngày 25 tháng 1 cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều nay, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thăm tặng quà chúc Tết các gia đình cán bộ lão thành cách mạng, người có công tiêu biểu và hộ nghèo tại một số địa phương trên địa bàn thành phố. Đến thăm tặng quà chúc Tết bà Trịnh Thị Nõn, sinh năm 1927, là mẹ liệt sĩ Trần Đại Xuân tại tổ dân phố Phúc Lộc, phường Hưng Đạo và bà Tạ Thị Oanh thuộc hộ nghèo tại tổ dân phố Vọng Hải 1, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, tri ân công lao của những gia đình chính sách và chia sẻ, động viên với những vất vả khó khăn của những hộ nghèo. Chúc các hộ đón Tết vui xuân vui vẻ hạnh phúc. Đến thăm tặng quà và chúc Tết bà Ngô Thị Tạo, tức Xuân, sinh năm 1929, là cán bộ lão thành cách mạng tại số 14/38 ngõ 278 Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, và ông Đặng Trinh Lương, sinh năm 1931, cán bộ lão thành cách mạng tại số nhà 32 Hàng Gà, đường Hai Bà Trưng, phường Cát Giải, quận Lê Chân. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến chúc các ông bà giữ gìn sức khỏe, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu học tập và noi theo. Vui xuân đón Tết an khang thịnh vượng, đồng chí cũng lưu ý chính quyền, các địa phương cần tiếp tục quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để đảm bảo tất cả mọi người đều được đón Tết vui vẻ, đầy đủ, hạnh phúc. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hôm nay các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn tại một số địa phương. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, tới thăm tặng quà chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Đạt, Nguyễn Thị Cẩm ở thị trấn Tiên Lãng và mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đuôi ở xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các mẹ sống vui, sống khỏe. Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến chúc các mẹ đón năm mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an cùng các con, các cháu. Hôm nay, Thiếu tướng Vũ Thanh Trương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng chí chúc mừng những thành tích, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của các đơn vị trực thuộc quân khu 3. Chúc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị mạnh khỏe, thi đua thắng lợi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chúc các gia đình đón Tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Tại huyện Vĩnh Bảo, đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, thăm tặng quà chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chút, thôn 9, xã Cao Minh, mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nõn, thôn 9, xã Dũng Tiến, mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Đúc, thôn 8, xã Tam Cường và bà Trịnh Thị Tuyến, thôn Vinh Quang, xã Tân Liên, là vợ liệt sĩ và ông Vũ Văn Hoàn, hộ nghèo ở thôn 5, xã Tân Hưng. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Thành ủy động viên thăm hỏi sức khỏe, trao tặng quà Tết của thành phố cho các cá nhân, hộ gia đình. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Thành ủy và đại diện lãnh đạo địa phương chúc các mẹ Việt Nam anh hùng, vợ liệt sĩ, hộ nghèo đón xuân mới Giáp Thìn an yên, hạnh phúc. Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường tới thăm, tặng quà, chúc Tết các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hộ nghèo trên địa bàn các quận, huyện Kiến An, Lê Chân, Thủy Nguyên và Tiên Lãng. Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường tri ân những mất mát, cống hiến, đóng góp của các cá nhân, gia đình trong sự nghiệp đấu tranh, giành độc lập dân tộc và trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chúc các cá nhân, gia đình luôn mạnh khỏe, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Cũng trong chiều nay, tới thăm tặng quà cho gia đình bà Đặng Thị Căm, là mẹ liệt sĩ tại phường Nam Sơn, gia đình bà Bùi Thị Mị,
thương binh 4/4 tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An và gia đình bà Nguyễn Thị Bưởi là vợ liệt sĩ ở xã Giang Biên và gia đình ông Nguyễn Huy Thường bị nhiễm chất độc hóa học tại xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo. Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng đã thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ, động viên và chúc các gia đình đón một năm mới an khang, thịnh vượng. Tối qua, Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc thành phố phối hợp với Hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc Hải Phòng 2024. Dự chương trình có đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc thành phố, ông Park Jong-kyung, Tổng lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Phát biểu tại chương trình giao lưu, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố nồng nhiệt chào mừng và chúc các doanh nghiệp, cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống tại Hải Phòng sức khỏe, năm mới hạnh phúc, thành công. Đồng chí mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm tiếp tục lựa chọn Hải Phòng là địa điểm đầu tư phát triển. Thành phố luôn chào đón và tạo các điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và của Hàn Quốc nói riêng đến hợp tác cùng phát triển, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong các lĩnh vực khác như văn hóa, ngoại giao, y tế, giáo dục. Thay mặt các doanh nghiệp và cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống tại Hải Phòng, ông Ko Tae-yeon, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình, gần gũi của lãnh đạo thành phố, đồng thời khẳng định sẽ tích cực đẩy mạnh giao lưu hợp tác, đẩy mạnh thông tin quảng bá hình ảnh về thành phố cảng năng động, thân thiện, mến khách tới cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Hàn Quốc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, gắn kết giữa hai quốc gia, dân tộc trên nhiều lĩnh vực. Sáng nay, dự và chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát năm 2023, trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 năm 2024, biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu năm 2023 của quận ủy Ngô Quyền, đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh: năm nay, quận ủy Ngô Quyền cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với cải cách hành chính, thường xuyên đánh giá kết quả mục tiêu cả nhiệm kỳ, quyết tâm dồn lực để hoàn thành cho các chỉ tiêu đến thời điểm này còn đạt thấp, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đảng viên, quan tâm đến công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tập trung phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách, chuyển đổi số, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và các dự án trên địa bàn, nghiên cứu kỹ lưỡng việc chỉnh lý, tái bản cuốn lịch sử đảng bộ quận. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy trao danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân mẹ Đặng Thị Lý. Quận ủy Ngô Quyền trao huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 năm 2024 cho 244 đảng viên từ 30 đến 75 năm tuổi đảng. Biểu dương các tổ chức cơ sở đảng, tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Sáng nay, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tiên Lãng tổ chức kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng, tổng kết công tác đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2023, biểu dương khen thưởng năm 2023, phát động thi đua và giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trao tặng bằng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân mẹ Nguyễn Thị Cỗi, xã Nam Hưng. Mẹ có hai con trai là liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận sự đoàn kết, cố gắng, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Tiên Lãng. Đồng chí yêu cầu địa phương cần tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng, phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm các vi phạm, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thành các xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Chủ động, quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo để nhân dân vui Tết đón xuân an toàn, tiết kiệm. Nhân dịp này, huyện Tiên Lãng có 4 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận và kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn phòng. 12 xã được nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao. Nhiều tập thể và cá nhân được nhận cờ thi đua xuất sắc và bằng khen. Cần bám sát nhiệm vụ chính trị và tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới mạnh mẽ về nội dung để đón đầu xu thế phát triển của truyền hình số, truyền hình hiện đại,
có giải pháp tăng nguồn thu để cải thiện đời sống của nhân viên, người lao động. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng diễn ra vào chiều nay. Nhấn mạnh những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của thành phố năm qua, có sự đóng góp tích cực của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng trong công tác thông tin tuyên truyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận, trong bối cảnh đối mặt với không ít khó khăn, nhưng Đài đã lựa chọn được hướng đi mới với những kết quả đáng mừng. Sau khi có quyết định số 4059 ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về kiện toàn cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Đài đã khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Cùng với đó, năm 2023 cũng là năm ghi nhận Đài có nhiều nỗ lực trong công tác phối hợp tổ chức thành công Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 tại Hải Phòng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị năm 2024, Đài cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách của thành phố trong năm bản lề cuối nhiệm kỳ, phối hợp có hiệu quả với các sở ngành để xây dựng đơn giá đặt hàng các chương trình phát thanh truyền hình bên cạnh nguồn thu từ các chương trình đặt hàng của thành phố, góp phần tăng nguồn thu, cải thiện đời sống của cán bộ, nhân viên cơ quan, khai thác tối đa và mở rộng thời lượng và nâng cao chất lượng các chương trình trên kênh THP+ để thu hút đông đảo khán giả. Cùng với đó, Đài cần đoàn kết thống nhất, duy trì ổn định hoạt động, tạo nền tảng xây dựng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng trở thành cơ quan báo chí truyền thông có thương hiệu và khẳng định được vị thế trong cả nước. Năm 2023, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đã nỗ lực chuyển mình với những kết quả nổi bật như sắp xếp tổ chức nhân sự, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, khoán thu, tăng cường các giải pháp mở rộng nguồn thu, mở rộng hợp tác, bảo trợ truyền thông, phối hợp sản xuất chương trình, mở rộng thị trường dịch vụ, tăng cường kết nối, thực hiện thành công đấu thầu qua mạng. Nhân dịp này, hai tập thể có thành tích xuất sắc năm 2023 được trao cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân thành phố, 4 tập thể xuất sắc được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 2 tập thể và 2 cá nhân được trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2022 đến năm 2023. Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở và tổ chức Đại hội Công đoàn viên chức thành phố lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung phù hợp, thu hút đông đảo đoàn viên hưởng ứng. Đó là những kết quả nổi bật trong công tác công đoàn năm 2023 của Công đoàn viên chức thành phố. Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, Công đoàn viên chức thành phố tiếp tục phấn đấu 100% lao động đủ điều kiện, được tuyên truyền kết nạp vào Tổ chức Công đoàn Việt Nam, 96% trở lên gia đình công chức viên chức lao động đạt gia đình văn hóa, 92% trở lên nữ cán bộ công chức viên chức lao động đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ghi nhận những nỗ lực trong thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua cho Công đoàn Cục Thuế. Ngoài ra, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023 được biểu dương khen thưởng. Tại hội nghị, Công đoàn viên chức thành phố phát động phong trào thi đua năm 2024, công bố quyết định thành lập 4 khối thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và tổ chức các phong trào thi đua, tặng quà cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong phần tiếp theo của chương trình, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu, hàng giả, hàng nhái dịp sát Tết, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đảm bảo sức khỏe cho trẻ em và người cao tuổi trước đợt rét đậm, rét hại được dự báo kéo dài đến ngày 25 tháng 1. Chỉ còn gần 3 tuần nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc. Giáp Tết là thời điểm gia tăng tội phạm buôn lậu, hàng giả, hàng nhái khiến thị trường trở nên bất ổn. Thực tế trên đang đặt ra thách thức không nhỏ đối với lực lượng chức năng nói chung và Bộ đội Biên phòng Hải Phòng nói riêng trong công tác phòng chống và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên. Đây là tang vật vụ bắt giữ lô hàng nhập lậu qua cảng biển Hải Phòng. Lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã kiểm tra đột xuất 2 container có nhiều biểu hiện nghi vấn, được vận chuyển từ các cảng phía Nam về cảng Hải Phòng. Qua kiểm tra, phát hiện số lượng lớn các hàng hóa đã qua sử dụng, có nguồn gốc từ nước ngoài là đồ gia dụng và hàng điện tử đã qua sử dụng, trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng đã chủ động phát hiện và bắt giữ các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực cửa khẩu cảng thành phố dịp giáp Tết. Vào thời điểm cuối năm thì các cái hoạt động của các loại tội phạm tăng cao, đặc biệt là
các cái hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại cũng như vận chuyển hàng hóa trái phép. Biên phòng cảng cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm và chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm cao điểm. Căn cứ vào kế hoạch thì phân công cụ thể nhiệm vụ cho các ban đội trạm và phối hợp với các cái lực lượng liên quan và đấu tranh hiệu quả cái công tác phòng chống tội phạm vào dịp cuối năm. Những phương thức và thủ đoạn hết sức tinh vi của tội phạm buôn lậu dịp cuối năm, các trạm thuộc biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các cảng biển được giao quản lý. Cùng với đó, hoạt động phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển cũng được đơn vị triển khai có hiệu quả. Là triển khai các cái tổ tuần tra phối hợp với lại công an của các phường, đối với bảo vệ của các cái cảng, tổ chức tuần tra thường xuyên trên các cái tuyến cảng, tập trung vào những cái khu vực mà thường xuyên xảy ra các cái hoạt động vi phạm. Tết Giáp Thìn đang cận kề, tình hình tội phạm buôn lậu được dự báo có chiều hướng gia tăng về số vụ và mức độ hoạt động, nên ngoài vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng của thành phố, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng còn được yêu cầu triển khai các biện pháp nghiệp vụ từ sớm, ngăn chặn từ xa, nắm chắc địa bàn để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trên. Năm 2024 được dự báo vẫn còn không ít khó khăn thách thức đối với các doanh nghiệp vận tải khi mà nhu cầu thị trường trong và ngoài nước chưa phục hồi hoàn toàn. Vì vậy, các doanh nghiệp vận tải xác định cần tiếp tục linh hoạt các giải pháp thích ứng với các nhu cầu của thị trường để đạt mục tiêu kế hoạch đặt ra. Năm 2023, nền kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực tới ngành dịch vụ vận tải logistics Việt Nam. Với nỗ lực không ngừng, năm qua, doanh nghiệp này ghi nhận sản lượng vận chuyển ước đạt hơn 300.000 tấn, tăng 20% so với năm trước. Đồng thời, cảng thủy nội địa của công ty đạt hơn 600.000 tấn hàng hóa thông qua. Đầu năm nay mình đã được đón một cái tàu hàng là hơn 300.000 tấn của một tập đoàn nước ngoài. Đấy thì đấy là một tín hiệu rất là đáng mừng, cũng hy vọng là sang năm này thì sẽ có nhiều những cái khách hàng mới nữa. Bên mình sẽ triển khai thêm về các cái, nghĩa là hoàn thiện hơn về cái chuỗi logistics để cung cấp cho khách hàng những cái dịch vụ tốt nhất. Thế ngoài ra thì cũng cố gắng là quản lý tốt cho khách hàng. Năm 2024 dự báo các thách thức sẽ ngày càng rõ nét khi kinh tế thế giới chưa phục hồi hoàn toàn. Song bên cạnh đó cũng có nhiều thuận lợi như chính phủ có nhiều chính sách góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt năm qua, Hải Phòng vẫn là điểm sáng của kinh tế cả nước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố GDP tiếp tục duy trì hai con số là những tiền đề quan trọng để doanh nghiệp vận tải ở Hải Phòng có thêm quyết tâm, kỳ vọng trong năm nay. Xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua cả Hải Phòng nó tăng vẫn tăng hàng năm. Thì đấy là một cái cơ hội rất lớn rồi vì liên quan đến chính sách nhà nước mở cửa. Các đối tác nước ngoài, các khách hàng nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Như Hải Phòng năm nay là một thành phố mà có cái sự đầu tư lớn nhất cả nước. Đấy, thì cái số lượng là khách hàng mà cũng như các nhà đầu tư đến về phòng các cái nhà sản xuất nó đến như vậy thì đấy là một cái cơ hội rất là lớn cho các cái ngành vận tải logistics. Với các giải pháp như đầu tư phương tiện, con người, điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp, đổi mới hoạt động phù hợp xu thế, các doanh nghiệp vận tải mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm phát triển các trung tâm logistics, kết nối xây dựng hệ thống đường sắt đồng bộ với hệ thống đường bộ, tạo đà cho logistics Hải Phòng phát triển, giảm thiểu chi phí, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân. Chợ Tết Công đoàn Hải Phòng 2024 sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 24 tháng 1 và diễn ra trong 5 ngày với khoảng 200 gian hàng. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị, trưng bày, tập kết hàng đã được ban tổ chức, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia hội chợ sẵn sàng, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm Tết của đông đảo công nhân lao động và người dân thành phố. Đây là năm thứ hai chợ Tết Công đoàn được tổ chức. Chợ Tết có quy mô lớn, dự kiến sẽ thu hút hơn 20.000 lượt khách đến chợ tham quan và mua sắm. Qua đánh giá nhu cầu của công nhân và người dân thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp có gian hàng tham gia hội chợ đặt kỳ vọng sẽ tiêu thụ được nhiều sản phẩm ở phiên chợ Tết Công đoàn lần này. Năm nay thì tôi muốn tham gia với một cái mong muốn ấy, là được phổ cập đến nhiều người hơn về cái thương hiệu của Hải Phòng mình. Rất mong là ngoài việc giới thiệu ở trong thành phố cũng như là giao lưu đến các vùng miền khác. Năm 2023, năm đầu tiên tổ chức chợ Tết Công đoàn, doanh thu đạt hơn 60 tỷ đồng, bằng 150% kế hoạch. Đây là cơ sở để Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục tổ chức với kỳ vọng
các sản phẩm tại chợ Tết sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của công nhân, người lao động và nhân dân thành phố bởi chất lượng các loại hàng hóa được bảo đảm, giá cả ưu đãi. Đáng chú ý, chợ Tết năm nay, ngoài các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố, còn có sự tham gia của 12 đơn vị đến từ các tỉnh thành trên cả nước. Đến thời điểm này thì theo tổng hợp của bộ phận tổ chức chúng tôi thì có khoảng gần 40% là các cái doanh nghiệp cũng như là các cái hộ kinh doanh tham gia chợ Tết với những cái sản phẩm nông thổ sản, những sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao, 4 sao. Chúng tôi cũng bố trí tạo điều kiện tối đa để cho những doanh nghiệp, những cơ sở từ các cái tỉnh bạn về tham gia chợ Tết đảm bảo các cái tiện nghi cần thiết trong cả quá trình tham gia. Trong khuôn khổ chương trình chợ Tết Công đoàn Hải Phòng 2024, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật tầm soát ung thư miễn phí, quay số trúng thưởng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, góp phần chăm lo đời sống công nhân, người lao động khi Tết đến xuân về. Thưa quý vị, triển khai phong trào Tết nhân ái Xuân Giáp Thìn 2024, Hội Chữ thập đỏ thành phố cùng các cấp hội đã tích cực tuyên truyền vận động và phối hợp với các cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay tổ chức nhiều chương trình tặng quà ý nghĩa, thiết thực, góp phần mang đến mùa xuân ấm áp, vui tươi cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Năm nay là năm thứ hai các cấp hội Chữ thập đỏ thành phố triển khai phong trào Tết nhân ái, kế thừa từ phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ năm 1999. Phong trào được Hội Chữ thập đỏ thành phố và các cấp hội cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm chung tay góp sức để người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố được đón Tết ấm áp, vui tươi, đủ đầy. Hôm nay nhờ tất cả tổ dân phố của chúng tôi đã được đến đây để nhận được số tiền quà của các thành viên của hội của Chữ thập đỏ luôn nhận là cho chúng tôi được các cháu rồi gia đình mọi người được đến đây là chúng tôi cảm thấy rất là vui vẻ và hào hứng và rất là cảm động. Được sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng cứ năm nào cũng có này là chúng tôi rất mừng, rất phấn khởi vì những người tàn tật được xã hội quan tâm. Phong trào Tết nhân ái Xuân Giáp Thìn 2024 được Hội Chữ thập đỏ thành phố triển khai từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 năm 2024 với mục tiêu vận động được tối thiểu 30.000 suất quà Tết cho tặng tới người nghèo, nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá khoảng 15 tỷ đồng, trung bình 500.000 đồng một suất. Đến nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố cùng các cấp hội cơ sở đã nhận được sự ủng hộ với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Từ đây, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã tổ chức trao tận tay cho những người yếu thế. Tập đoàn phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố cùng với Hội Chữ thập đỏ địa bàn, chúng tôi tiến hành tổ chức trao quà trên 1.000 phần quà cho người nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Thì đây là một cái hoạt động thường niên của công ty đã diễn ra trong nhiều năm và với sự cam kết sâu rộng từ lãnh đạo tập đoàn thì đây sẽ là cái hoạt động thường niên và chúng tôi cam kết sẽ tiến hành trao quà tiếp theo trong những năm tới. Những phần quà hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần từ chương trình Tết Nhân Ái và rất nhiều chương trình thiện nguyện khác đã góp phần làm vơi bớt nỗi nhọc nhằn của những người yếu thế trong xã hội, mang đến niềm vui, động lực để họ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Thị trường hoa cây cảnh đã bắt đầu sôi động khi Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Nhiều loại hoa, cây cảnh đã được bày bán. Tuy nhiên, ngoài các đơn hàng đặt mua tại các nhà vườn, thì thị trường bán lẻ thời điểm này mới ghi nhận sự tiêu thụ của các loại cây hoa có thời gian nở bền như hoa lan, các loại cảnh mận, đào, tuyết mai, ô long, mộc lan. Thị trường hoa ghi nhận sự sôi động với việc các cành mận, đào, tuyết mai được người tiêu dùng mua từ khá sớm với giá bán từ 80 đến 100 nghìn đồng mỗi cành. Nguồn cung lớn, giá cả giảm từ 30 đến 50% so với năm ngoái nên sức mua tăng. Xu hướng bây giờ là họ hay cắm những các cái cành quả là một lá và những cái cành hoa để về người ta trang trí theo góc nhà ấy, vừa đẹp mà lại vừa giá thị trường rất hợp lý. Cành tuyết mai này như bây giờ thì là cứ mỗi ngày em bán được tầm được 40-50 bó. Tại thị trường bây giờ chúng tôi chỉ bán cành mận và cành đào và một số các loại cành như tuyết mai. Còn hoa thị trường Tết thì phải khoảng tầm 23
bắt đầu chúng tôi mới nhập về bán Tết. Năm nay chỉ được giá chỉ bằng 70% so với năm ngoái, số lượng khách thì mua nhiều hơn. Giá cả nhiều loại hoa, cây cảnh giảm nên người tiêu dùng đã bắt đầu mua sắm để trang trí nhà cửa, chuẩn bị đón Tết. Đa dạng các loài cây hoa đẹp nhưng số lượng bán ra cũng chưa nhiều. Tâm lý người mua vẫn chỉ cầm chừng do tình trạng khó khăn kinh tế và cũng còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết. Từ hôm qua, đợt không khí lạnh mạnh khiến thời tiết chuyển rét đậm rét hại, nhiệt độ xuống thấp nhất còn 7-8 độ C. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, ngành giáo dục đã triển khai các biện pháp phòng chống rét, ghi nhận tại quận Hồng Bàng. Tại trường mầm non Minh Khai sáng sớm nay, nhiệt độ ngoài trời là 8 độ C nên nhà trường đã thông báo cho các bậc phụ huynh cho con nghỉ học ở nhà. Đối với những trẻ bố mẹ đi làm không có người trông, nhà trường vẫn tiếp nhận và chăm sóc trẻ. Ngày hôm nay, quận Hồng Bàng có 338 trên gần 4.000 trẻ mầm non vẫn đến trường học. Nhà trường thì luôn luôn là chú trọng về cái dinh dưỡng và cái giấc ngủ cho các con. Trong cái thời tiết mùa đông này để đảm bảo cho các con an toàn về sức khỏe cũng như là về cái chăm sóc trong trời lạnh rét. Với khối tiểu học, sáng nay toàn bộ học sinh các trường tiểu học tại quận Hồng Bàng được nghỉ học do thời tiết xuống 8 độ C. Tại trường tiểu học Đinh Tuyên Hoàng, toàn bộ 1.934 học sinh hôm nay nghỉ học, 55 giáo viên chủ nhiệm lớp đã chuyển sang sinh hoạt chuyên môn, bàn phương án dạy trực tuyến khi thời tiết rét đậm kéo dài ngày. Nếu như tình hình rét kéo dài thì nhà trường đã xây dựng sẵn sàng phương án dạy học trực tuyến và cũng kịp thời thông báo tới phụ huynh học sinh để chuẩn bị về cơ sở vật chất cũng như là nhà trường thì rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất về đường truyền mạng cũng như các thiết bị để đảm bảo các thầy cô giáo có thể thực hiện dạy trực tuyến trong thời gian gần nhất. Theo quy định, học sinh trung học cơ sở được nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời từ 7 độ C trở xuống. Nên sáng nay, 563 học sinh của 14 lớp thuộc trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn vẫn đến trường học, đạt tỷ lệ 99,3% học sinh đến lớp. Để bảo đảm sức khỏe cho học sinh các ngày giá rét, nên các nhà trường đã thực hiện các phương án chống rét. Nhà trường đã tiến hành rà soát tất cả các cái hệ thống cửa các phòng học, cũng đèn chiếu sáng để đảm bảo không có gió lùa, có đủ ánh sáng cho học sinh học. Trong trường hợp mà trời trở lạnh dưới 7 độ C thì thực hiện các văn bản chỉ đạo thì chúng tôi sẽ cho học sinh ngừng đến trường nhưng mà sẽ triển khai các cái phương án dạy học trực tuyến cho học sinh. Theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng về bảo đảm sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh, các trường học đã kiểm tra, sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn, bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Các trường cũng nhắn tin thông báo tới phụ huynh và nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, không bắt buộc phải mặc đồng phục trong những ngày giá rét. Tại nhiều trường học có trang bị máy điều hòa nhiệt độ hai chiều, nên bảo đảm đủ ấm cho học sinh. Đối với các trường có tổ chức bán trú, chú trọng chế độ dinh dưỡng hợp lý, chỗ nghỉ trưa ấm áp cho học sinh. Vào những ngày rét đậm rét hại, không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời. Đợt rét đậm rét hại lần này được nhận định mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay, có khả năng kéo dài đến ngày 25 tháng 1. Vì vậy, mọi người cần chú ý giữ ấm cơ thể, bảo vệ sức khỏe khi ra đường, nhất là về đêm và sáng sớm để tránh mắc các bệnh về hô hấp. Còn ngay sau đây là những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo. Dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai. Khu vực trung tâm thành phố, nhiều mây không mưa, trời rét hại, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 9 đến 12 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Phía bắc thành phố, nhiều mây không mưa, trời rét hại, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 8 đến 11 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Phía nam thành phố, nhiều mây không mưa, trời rét hại, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 8 đến 12 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, nhiều mây không mưa, trời rét hại, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 9 đến 12 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, nhiều mây không mưa, trời rét hại, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, nhiệt độ từ 9 đến 13 độ C, độ ẩm từ 85 đến 90%. Vịnh Bắc Bộ, có mưa nhỏ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động.